chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta luôn có điều gì đó tồi tệ xảy ra xung quanh chúng ta và mỗi khi chúng ta bật tin tức chúng ta chỉ nghe thấy một số tin tức tiêu cực của thế giới chúng ta đi nghỉ tập thể dục giao lưu thể thao giải trí là một số cách mà nhiều người trong chúng ta cố gắng chống lại những tiêu cực và thù hận mà chúng ta không thể đối phó được nhưng tác dụng của chúng rất ngắn vậy đâu là giải pháp lâu dài cho vấn đề tiêu cực xung quanh chúng ta tìm kiếm một con đường tâm linh và cam kết hoàn toàn với nó có thể cung cấp cho chúng ta giải pháp lâu dài đó tâm linh có sức mạnh truyền cảm hứng tích cực cho chúng ta về những hoàn cảnh khiến chúng ta tiêu cực. Hãy xem xét một số cách mà con đường tâm linh có thể đưa chúng ta thoát khỏi bóng tối của sự tiêu cực để hướng tới ánh sáng tươi sáng của sự tích cực. Kiến thức tâm linh giúp ngăn ngừa chính những nguyên nhân khiến bạn phải đối mặt với bất kỳ tiêu cực nào. Chúng ta đang phải đối phó với sự tiêu cực trên thế giới bởi vì chúng ta đã thu hút nó. Hoặc nếu không sự tiêu cực có thể vẫn còn trong thế giới này và nó thu hút chúng ta vào vòng tròn của nó sự hiểu biết đúng đắn về các quy luật tâm linh của nghiệp là một bước đệm không thể thiếu trên con đường đối phó với nguyên nhân này chúng ta hiểu chính ý định bên trong của chúng ta quyết định xem chúng ta thu hút nghiệp tốt hay xấu điều này hướng chúng ta đến việc áp dụng và đón nhận những suy nghĩ ý định và hành động tích cực hơn để có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên và nó khiến chúng ta tránh khỏi việc khai thác bất kỳ ý định tiêu cực nào để chúng ta không bị đặt vào tình huống phải đối mặt với sự tiêu cực và thù ghét trong thế giới ngay từ đầu. Tâm linh giúp xác định thủ phạm thực sự cho đau khổ của chúng ta. Mọi người đều có lúc tự hỏi tại sao lại là tôi? đây là tại tôi sao làm tăng thêm sự tiêu cực và sự ghét bỏ đã tồn tại trên thế giới này câu trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể được tìm thấy thông qua con đường tâm linh chúng ta nhận ra rằng bản thân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì tôi phải chịu đựng trong cuộc sống bất kỳ đau khổ nào mà tôi trải qua đều là do tác động của nghiệp mà bản thân tôi đã mắc phải trong tiền kiếp do đó tôi đang phải chịu đựng hậu quả của những sai lầm của chính mình chứ không phải của bất kỳ ai khác kiến thức tâm linh này giúp chúng ta có được niềm an ủi ngay lập tức khi nó xoa dịu tâm trí của chúng ta và chỉ khi chúng ta bình tĩnh bên trong chúng ta mới có thể đối phó đúng đắn với bất kỳ tiêu cực và sự ghét bỏ bên ngoài con đường tâm linh chỉ cho chúng ta một cách dễ dàng để loại bỏ tiêu cực khỏi thế gian một người tiêu cực lây lan tiêu cực trong khi một người tích cực lan truyền sự tích cực và ai trong sạch sẽ lan tỏa sự trong sạch trên thế giới chỉ khi chúng ta trong sạch chúng ta mới trang bị cho mình để đối phó với những tạp chất tồn tại trên đời con đường tâm linh chỉ cho chúng ta cách trở nên trong sạch bằng cách cho chúng ta những công cụ sao công cụ xem xét nội tâm giúp chúng ta hiểu sâu sắc về nguyên nhân của sai lầm mà chúng ta đã mắc phải là gì đó có phải là sự tức giận hay lòng kiêu hãnh sai lầm của chúng ta hay sự tham lam nào đó đã khiến chúng ta phạm phải sai lầm này không hơn nữa công cụ này cũng dẫn chúng ta hiểu lý do thực sự đằng sau nguyên nhân đó tức là chính xác là điều gì đã khiến chúng ta tức giận chúng ta tức giận để giải quyết mọi việc theo cách của mình hay vì sự thất vọng của chúng ta mà người khác không hiểu hoặc vì bất kỳ lý do nào khác với bài tập này chúng ta có thể đặt ngón tay chính xác vào sự tiêu cực hoặc sự ô uế bên trong đang gây ra tất cả đau đớn và khổ sở cho chúng ta con đường tâm linh cũng cung cấp cho chúng ta sự bình tĩnh và lời nói xin lỗi đúng lúc. Chúng ta xin lỗi vũ trụ về mỗi lỗi lầm của chúng ta, cầu xin sự tha thứ với lòng an năn chân thành và tìm kiếm sức mạnh từ vũ trụ để chúng ta không bao giờ lặp lại lỗi tương tự. Bằng cách thực hành những điều trên, chúng ta trở nên thanh tịnh. Đây là điều quan trọng và cần thiết để thế giới trở nên trong sáng trên con đường tâm linh chúng ta thoát khỏi sự vô minh của mình chính vì thiếu hiểu biết mà người ta không biết cách ứng xử của mình và do đó sự bất hòa được đưa ra cuối cùng dẫn đến sự tiêu cực và thù hận trên thế giới trên con đường tâm linh chúng ta hiểu nguyên nhân sâu xa của sự tiêu cực và ghét bỏ này đó là vô minh toàn bộ sự tiêu cực xoay quanh cái tôi và của tôi. Chúng ta luôn tin rằng cơ thể của mình và cái tên được đặt để xác định cơ thể chính là danh tính thật của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ trên con đường tâm linh, chúng ta mới nhận ra rằng thực sự tôi là ai. Tâm linh giúp phân biệt đâu là tạm thời, đâu là vĩnh viễn. Sự tiêu cực nảy sinh do sự định giá quá mức của cái tạm thời không có vấn đề gì phát sinh khi mọi thứ không có bất kỳ giá trị nào trên con đường tâm linh chúng ta kết nối với linh hồn đó là vĩnh viễn nó là một yếu tố vĩnh cửu kết quả là tất cả mọi thứ thế gian được biết đến là tạm thời vì vậy rõ ràng chúng ta không còn coi trọng cái tạm thời quá mức thay vào đó chúng ta bắt đầu coi trọng yếu tố vĩnh viễn tức là tâm hồn trong sáng trong chính chúng ta và thậm chí cả những người khác nữa điều này cung cấp một động lực lớn cho sự tích cực trong cuộc sống của chúng ta và của những người khác trên thế giới này con đường tâm linh hướng thế giới theo hướng tích cực sự tiêu cực nảy sinh khi có cảm giác bất công xảy ra phiền não phát sinh do bản ngã kiến thức tâm linh về tôi là ai giúp chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc vào cái tôi bản ngã của chúng ta sự tiêu cực nảy sinh do cảm giác tôi là người làm sự hiểu biết tinh thần về ai mới là người thực sự giúp chúng ta không chỉ giảm bớt áp lực liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào mà còn giải tỏa những lo lắng căng thẳng con đường tâm linh thậm chí còn giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của việc tôi phải đối phó với những điều tiêu cực và sự ghét bỏ trên đời nó cho chúng ta hiểu đúng rằng mọi thứ chỉ xảy ra người ta chỉ cần có ý định đúng sức mạnh của những lời cầu nguyện là rất lớn những lúc rảnh rỗi chúng ta phải luôn cầu nguyện cho sự cứu rỗi của thế giới này cầu mong sự tiêu cực và thù hận được loại bỏ khỏi thế giới này cầu mong sự tích cực nảy nở trong trái tim của mọi người cầu mong mọi người đạt được sự cứu rỗi tối thượng. Bằng cách gửi đi những rung cảm tích cực thông qua những lời cầu nguyện, chúng ta khuyến khích những rung động tích cực tập hợp lại và nhanh chóng chống lại sự tiêu cực đang tăng trưởng trên thế giới này. Điều này tốt hơn là hành động đổ thêm dầu vào lửa thông qua những hành động, suy nghĩ và ý định tiêu cực của chúng ta để phản ứng lại những tiêu cực và thù hận tồn tại trên thế giới này ngay cả trong trường hợp chúng ta cảm thấy thực sự khó khăn khi phải đối mặt với một số tiêu cực và thù hận cụ thể tồn tại ở thế giới bên ngoài chúng ta có thể cầu nguyện linh hồn thuần khiết cư ngụ bên trong những người có liên quan với chúng ta trong thời điểm đó để xoay chuyển tình thế thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại